Từ vi tuần mới từ ngày 25 tháng 4 đến ngày mồng 1 tháng 5 năm 2022 cho 12 cung hoàng đạo. Bạch Dương, tại nơi làm việc, hãy cảnh giác với sự cạnh tranh vì họ sẽ để mắt đến để nắm bắt bất kỳ cơ hội nào bạn bỏ lỡ. Bạn cũng nên hòa đồng hơn một chút và gặp gỡ những người mới. Điều này có thể giúp bạn gặt hái được một số phần thưởng trong công việc. Đây sẽ là một tuần hiệu quả về mặt tài chính vì thu nhập của bạn dự kiến sẽ tiếp tục đi lên. Do đó, bạn nên cân nhắc thực hiện một số khoản đầu tư mới để duy trì tham vọng lâu dài của mình. Tuần này, có thể có những vị khách đến thăm nhà bất ngờ khiến bạn phải điều chỉnh lại thói quen thường ngày của mình. Những người đang trong một mối quan hệ sẽ trải qua một thời kỳ thú vị vì tình cảm của hai bạn ngày càng khăng khít. Kim Ngưu, nếu bạn giống như hầu hết mọi người, Tuần này sẽ hoàn thành công việc. Bạn sẽ tràn đầy nhiệt huyết và điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Có nhiều khả năng một dự án mới sẽ khiến bạn bận rộn trong công việc. Hãy để ý chi tiêu của bạn trong tuần này vì có thể có một số chi phí phát sinh bất ngờ. Tâm trạng trong nhà sẽ luôn lạc quan. Những cặp đôi kết hôn có cơ hội sinh con tốt. Tuần này, một số bạn có thể tham dự các sự kiện xã hội học sinh có thể lãng phí thời gian vào những hoạt động vô nghĩa và khó tập trung. Tránh các vấn đề về đường tiêu hóa bằng cách tránh xa thực phẩm nóng. Song tử Hãy chấp nhận một quan điểm tỉnh táo và xử lý từng vấn đề. Trong công việc, bạn sẽ có thể sử dụng sức mạnh bên trong của mình để hỗ trợ người khác, đồng thời duy trì quyền kiểm soát sức mạnh của bản thân. Bạn sẽ thực hiện một chuyến đi chính thức trong tuần này. Tận dụng tối đa những khả năng của bản thân các doanh nghiệp có thể ký kết các hợp đồng mới sức khỏe của vợ chồng bạn có thể xấu đi và cần được điều trị y tế sinh viên tìm việc có thể phải đợi lâu hơn tuần này sức khỏe và khả năng miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện và bạn nên cân nhắc tham gia vào một số hoạt động thể chất cự giải tuần này bạn sẽ có trách nhiệm tập trung và có tổ chức hơn trong công việc tại văn phòng kết quả là hiệu suất của bạn sẽ tăng lên có thể một số bạn có cơ hội làm việc cho một tập đoàn nước ngoài dự kiến những người muốn chuyển ra nước ngoài sẽ được thông báo rõ ràng trong tuần này theo dõi chặt chẽ chi tiêu của bạn và đưa ra các quyết định tài chính thận trọng để đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu của mình trong tương lai có khả năng đời sống tình cảm của bạn vẫn còn nhiều xáo trộn về sức khỏe bạn nên đề phòng té ngã thương tích sư tử tuần này bạn sẽ được đảm bảo về mặt tài chính và có thể thanh toán hết các khoản nợ tồn đọng nếu có mà bạn có thể đã tích lũy trong quá khứ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế cho bất kỳ ai vay tiền vào lúc này. Bạn sẽ suy ngẫm về cuộc sống của mình từ góc độ tâm linh và tham gia vào việc phản ánh bản thân. Bạn nên tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn cùng gia đình và tìm hiểu những người thân yêu của bạn nhiều hơn. Cuộc sống công việc của bạn sẽ được hưởng lợi nhờ sự hài lòng và thỏa mãn này. Ở nơi làm việc, bạn sẽ được khen ngợi vì đã đưa ra những ý tưởng mới cho công ty và thực hiện chúng. Những người đang ở trong một mối quan hệ cam kết có thể mong đợi một kết nối bền chặt hơn. Sử nữ. Tuần này, bạn sẽ tham gia vào một loạt các dự án khiến bạn bận rộn cả ngày. Bạn dự kiến sẽ thấy rất nhiều công việc chưa hoàn thành trước đó được hoàn thành tình hình tài chính của bạn sẽ được đảm bảo và thậm chí bạn có thể tìm ra những cách mới để kiếm được nhiều tiền hơn. Đăng ký một khóa học trực tuyến ngay bây giờ có thể giúp bạn nâng cao kiến thức và thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Để học sinh thành công, các em phải tiếp tục nỗ lực trong học tập, bất chấp những trở ngại trong cuộc sống. Nhưng ai còn độc thân có thể mong muốn tìm được một nửa của mình trong thời gian sắp tới. Về sức khỏe, chú ý vấn đề về cuộc sống và lưng dưới thiên bình. Sự rõ ràng trong giao tiếp và thiết lập các kỳ vọng rõ ràng là điều cần thiết trong khi làm việc. Thay vì ở trong vùng an toàn, bạn nên thử một cái gì đó mới. Tuy nhiên, nếu đồng nghiệp và thành viên trong nhóm không hợp tác, bạn có thể gặp thêm căng thẳng trong công việc. Thận trọng với tiền của bạn, bạn cũng sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại nhà đã bị đình trệ từ lâu. Khi có băn khoăn nghi ngờ về bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống, tốt nhất bạn nên tìm lời khuyên từ mọi người hãy giữ vững lập trường khi đối xử với những người thân yêu để tránh xảy ra những tranh cãi không mong muốn những lo lắng về sức khỏe liên quan đến ngược có thể gây khó chịu cho bạn bò cạp tuần này các chuyên gia có thể không đạt được mục tiêu của mình vì môi trường làm việc có thể không thuận lợi hãy cố gắng tỏ ra vui vẻ vì nó sẽ giúp tạo ra một môi trường tích cực hơn những người làm việc cho chính phủ có thể mong đợi được xếp khen ngợi. Các chủ doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về thanh khoản trong tuần này, điều này có thể gây ra sự chậm trễ cho các dự án hiện tại. Họ có thể phải vay tiền từ thị trường để duy trì hoạt động. Luân cố gắng truyền cho các thành viên trong gia đình bạn cảm giác lạc quan. Một số sinh viên có cơ hội học tập du học nước ngoài. Nhân mã những người kinh doanh có khả năng ký hợp đồng mới sẽ thúc đẩy triển vọng tài chính của họ tận dụng trí tuệ của bạn để giải quyết các vấn đề cá nhân các chuyên gia đang làm việc sẽ có cơ hội mà họ đã chờ đợi trong tuần này họ sẽ được hưởng lợi từ điều này về lâu dài bạn và đối tác của bạn có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau tham khảo ý kiến của vợ chồng bạn về bất kỳ vấn đề nào là một ý kiến hay hãy nghe nhạc nếu bạn cảm thấy lo lắng những cặp đôi muốn đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Con cái của bạn sẽ xuất sắc trong học tập. Bạn có thể bị làm phiền bởi những vấn đề sức khỏe liên quan đến cảm lạnh và ho. Market, bạn sẽ có thể khơi lại tình bạn và mối quan hệ gia đình trong tuần này. Ngoài ra, đây là thời điểm tốt để hoàn thành mọi việc xung quanh nhà và hoàn thành các công việc đã tồn đọng trong một thời gian. Để tránh bị lừa đảo. Bạn nên giữ kín các khoản tiết kiệm và các mục tiêu trong tương lai. Mọi người sẽ chú ý và đánh giá cao phong thái lạc quan của bạn trong công việc. Kết quả là, mọi người sẽ được hưởng lợi từ bầu không khí làm việc hiệu quả hơn. Học sinh được khuyến khích chăm sóc sức khỏe của mình. Trong chuyện tình cảm, tốt nhất bạn nên tránh gây hấn nếu bạn đang tranh cãi với người ấy của mình. Bảo Bình bạn sẽ nhận được lợi tức từ các khoản đầu tư trước đó của mình trong tuần này. Hợp tác kinh doanh với một người bạn thân hoặc thành viên gia đình có thể là một lựa chọn quan trọng cho những người đang kinh doanh. Thành công nghề nghiệp của bạn sẽ được nâng cao nếu bạn duy trì được sự bình tĩnh của mình. Nếu bạn không thể kiểm soát cơn thịnh nộ, bạn sẽ mất khả năng kiểm soát. Nó không chỉ có hại cho sức khỏe, nó còn không tốt cho công việc và các mối quan hệ cá nhân của bạn bạn sẽ có được sự hỗ trợ vững chắc của vợ chồng khi bạn vượt qua khó khăn do những lo lắng cá nhân học sinh có thể thấy tuần này ít năng lượng hơn bình thường hãy chăm sóc các bệnh liên quan đến mắt song ngư tuần này bạn có thể sẽ tiếp tục bận rộn có thể gây ra mệt mỏi về thể chất và tinh thần mong muốn đứng đầu một dự án hoặc một nhiệm vụ có thể giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp của mình miễn là bạn thực hiện thành công các cam kết công việc có thể cần một số bạn thực hiện một chuyến đi ngoại tỉnh hoặc nước ngoài. Đảm bảo không có sự hiểu lầm giữa bạn và vợ, chồng của bạn để duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Đừng ngần ngại tìm kiếm lời khuyên của cha bạn khi bạn cần. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chăm sóc sức khỏe của mình vì những rắc rối về dạ dày có thể làm phiền bạn. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận Chia sẻ và đăng ký kênh FNL để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.